Xin chào các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách tạo hiệu ứng thanh menu chuột trên PowerPoint. Bạn sẽ có một thanh menu chuột giống như giao diện trang web vậy. Bạn có thể tạo thanh menu chuột nằm dọc bên phải hay bên trái, hoặc là cũng có thể tạo menu chuột ngang nằm trên hay dưới như thế này. Chỉ cần tạo hiệu ứng một lần là bạn có thể gắn vào bất cứ slide thuyết trình sẵn có nào để khiến cho slide của bạn nhìn hiện đại và xịn hơn. Không chỉ đẹp mắt mà kiểu hiệu ứng này phù hợp với hầu hết chủ đề, giúp người xem luôn nắm được cấu trúc của bài thuyết trình có bao nhiêu phần, đang trình bày đến đâu. Hơn nữa, bởi vì thanh menu chuột có thể tự đóng mở khi cần, nên không bị chiếm diện tích trang slide nội dung. Ngoài ra, hiệu ứng này cũng không phụ thuộc vào phiên bản PowerPoint. Tuy nhiên, nếu bạn dùng PowerPoint 2019 trở lên hay Microsoft 365, thì hiệu ứng Morph sẽ làm chuyển động có chút mượt mà hơn thôi. Giờ hãy mở PowerPoint lên, tạo một slide riêng, chèn vào hình muốn dùng làm hình nền, để nó ở kích cỡ lớn che kín slide. Ta sẽ giữ nó riêng ở slide này để dùng sau. Click chọn hình và Ctrl-C để copy, rồi thì quay về slide đầu tiên. Click chuột phải, Format Background, chọn Fill với Picture và chọn nguồn lấy hình là chính hình vừa bấm copy lúc nãy để đổ nền cho slide. Xong, giờ bước đầu tiên ta sẽ thiết kế thành menu như thế này trước nhé. Vào Insert, Shape, chọn vẽ hình chữ nhật. Mình thích chọn hình chữ nhật có hai góc bo tròn thế này. Vẽ xong rồi có thể chỉnh lại độ cong góc, rồi đổ màu như ý muốn. Nhớ tắt đường viền, No Outline. Vì muốn làm thành menu trượt dọc, nên mình sẽ xoay nó lại. Tiếp tục Insert, Text Box, tạo các hộp chữ tiêu đề nội dung. Chọn phông chữ và cỡ chữ phù hợp. Bài trình chiếu của bạn sẽ có bao nhiêu phần thì bạn tạo bấy nhiêu hộp chữ. Rồi xếp tất cả lên thanh trượt sao cho giãn cách đều nhau và cân đối. Đổi lại màu chữ nếu cần thiết. Đây sẽ là phần thanh trượt chứa tiêu đề. Click chọn hình chữ nhật vừa vẽ, bạn sẽ vừa nhấn giữ phím tắt, Ctrl và Shift, vừa kéo hình qua bên phải để nhân đôi nhanh thành một hình chữ nhật nữa. Flip, lật trái shape hình lại, thu nhỏ độ rộng thanh menu. Giờ chúng ta sẽ chèn các biểu tượng tương ứng cho mỗi mục tiêu đề. Bạn có thể vào Insert, chọn Icons, click chọn các biểu tượng trong thư viện có sẵn của PowerPoint, rồi bấm chèn vào. Nếu phiên bản PowerPoint của bạn không có tính năng này hoặc muốn tìm nhiều biểu tượng hơn, thì có thể sử dụng các trang web tải icon mà mình gợi ý ở đây. Các icon sau khi chèn vào thì điều chỉnh lại kích cỡ, rồi xếp lên thành menu sao cho ngang hàng với mỗi mục tiêu đề. Đổ màu icon cho phù hợp. Để dễ thao tác về sau thì hãy tô chọn tất cả gồm thanh chuột với các hộp chữ, Ctrl-G tạo thành một nhóm. Rồi tô khoanh vùng chọn thanh menu với các icon, Ctrl-G group tạo thành một nhóm riêng. Tiếp tục bạn sẽ vẽ một nút menu như thế này mà trong thuật ngữ thiết kế giao diện ứng dụng người ta hay gọi là menu hamburger. Chỉ cần Insert, Shape, vẽ một thanh chữ nhật mảnh và nhỏ thôi. Tắt đường viền, đổ màu tùy ý. Sau đó Ctrl-D nhân lên thêm hai thanh nữa. Để dễ thao tác thì tô chọn cả ba và Ctrl-G để group lại thành một nhóm. Đặt nút menu này lên trên thanh menu cố định. Di chuyển tất cả các thanh menu vừa thiết kế ra gần phần lề trái của slide như thế này. Khoảng trống còn lại của slide bạn sẽ đặt nội dung trình bày vào tùy ý. Nếu bạn muốn có một khuôn viền cho nội dung thì Insert một shape vào. Nhớ rằng phải chỉnh cho nó Send to Back xuống dưới cùng để cho thanh chuột và thanh menu luôn được nằm trên, không bị che khuất. Vậy là bạn đã xong phần thiết kế giao diện. Tuy nhiên, để quá trình thiết lập hiệu ứng đỡ bị nhầm lẫn về sau thì bạn nên đặt tên luôn cho các phần của thanh menu. Để đổi được tên, bạn cần vào Arrange, mở bảng Selection Pane lên để nhìn thấy tên tất cả đối tượng có trên slide. Click chọn vào group chứa thanh chuột cùng các hộp tiêu đề. Đặt lại tên cho nó trong bảng Selection Pane là Slide Bar. Click chọn vào group chứa thanh menu cùng các icon.
đặt lại tên cho nó là Menu Bar. Click chọn vào group biểu tượng nút Hamburger, đặt tên cho nó là Button. Giờ tôi sẽ thiết lập animation cho các đối tượng. Click chọn vào group thanh chuột Slide Bar, vào Animation, bật bảng theo dõi Animation bên lên trước. Chọn Add Animation, thêm hiệu ứng. Chọn hiệu ứng chuyển động Motion Base là đường thẳng Lines. Hiệu ứng mặc định sẽ di chuyển từ trên xuống dưới. Để chỉnh lại hướng di chuyển thì bạn vào Effect Option, đổi thành hướng Right đi sang phải. Như bạn thấy, giờ thanh chuột đã chuột đúng hướng rồi. Nếu bạn xem thử mà thấy điểm kết thúc bị lệch xa thanh menu, thì để thay đổi, bạn chỉ cần click chọn vào được điểm màu đỏ, tức là điểm kết thúc chuyển động. Hình ảnh mô phỏng vị trí kết thúc sẽ hiện lên mờ mờ. Bạn ướm lại cho đúng vị trí dừng mà bạn muốn, rồi thì thả chuột ra. Có thể nhấn giữ phím Shift trong khi dịch chuyển để đảm bảo đường hiệu ứng được thẳng tuyệt đối. Tiếp tục lại click chọn thanh chuột, Add Animation, lại thêm một hiệu ứng di chuyển đường thẳng nữa. Ở hiệu ứng thứ hai này, bạn chỉnh lại hướng di chuyển cũng là Right như ở trên, cũng đặt lại điểm kết thúc màu đỏ của nó cho khớp như điểm màu đỏ của hiệu ứng thứ nhất. Tuy nhiên, điểm khác biệt ở đây là bạn lại vào Effect Option để chọn đảo chiều điểm bắt đầu và kết thúc. Mục đích là để có được hiệu ứng chuột đóng lại như thế này. Như vậy, hiệu ứng 1 là chuột mở ra thanh menu, hiệu ứng 2 là chuột đóng vào thanh menu. Tuy nhiên thì hiệu ứng hiện giờ vẫn chưa giống thật lắm vì vẫn thấy được là thanh menu chạy từ ngoài slide vào, chứ không phải là trôi ra từ thanh menu cố định này. Một mẹo nhỏ thôi để khắc phục được hạn chế đó, chính là dùng hình nền chúng ta đã để riêng ra lúc đầu. Ctrl-C dán về slide chính. Bấm chuột phải chọn Crop, click vào điểm vuông màu đen để cắt chứ không phải là điểm tròn màu trắng nhé. Cắt sao cho phần diện tích nhỏ lại, chỉ còn gần vừa bằng vị trí của thanh menu cố định. Nhìn qua bảng Selection Band, bạn đang thấy nó nằm ở vị trí trên cùng. Bạn nhấn giữ và kéo để chuyển vị trí của nó về sau thanh menu bar cố định, nhưng vẫn nằm trên trước thanh menu chuột. Giờ xem thử lại, bạn đã thấy hiệu ứng nhìn giống thật hơn rồi. Thanh tiêu đề như là chuột ra rồi chuột vào từ thanh menu cố định vậy. Nếu hiệu ứng diễn ra quá chậm hay quá nhanh thì bạn có thể chọn từng hiệu ứng chuột, rồi tăng giảm lại duration, thời lượng nhé. Cả hai hiệu ứng này sẽ được chỉ định diễn ra chỉ khi nào ta click chuột vào nút menu. Vậy nên, bạn chọn lần lượt cả hai hiệu ứng, rồi chọn trigger và xác định hiệu ứng diễn ra khi bấm vào on click off, đối tượng là menu button. Như vậy có nghĩa là lần thứ nhất click vào nút menu, thanh tiêu đề sẽ chuột ra. Lần click chuột tiếp theo vào nút menu, thanh tiêu đề sẽ đóng vào. Đến đây bạn đã thiết lập xong hiệu ứng của slide trang chủ. Nhưng chúng ta còn muốn khi bấm vào icon hay tiêu đề của phần nào thì sẽ chuyển đến phần nội dung đó nữa. Thế thì trước hết bạn nhân lên số lượng slide trống cần có. Ví dụ là mẫu là mỗi phần của mình là một slide, có 5 phần nên mình sẽ có 5 slide trống có hình nền giống nhau. Tạo slide trống xong rồi thì quay về slide trang chủ để gắn các biểu tượng icon hay tiêu đề với slide liên kết của nó. Ví dụ, click chuột phải vào icon đầu tiên hay hợp chữ tiêu đề cũng được. Chọn Hyperlink, chọn vị trí trong file PPT này. Chỉ định slide liên kết của nó là slide số 2. Tương tự, chèn Hyperlink cho icon hay tiêu đề phần 1 là slide số 3. Cứ như vậy gắn hyperlink cho tất cả các icon hay các hợp chữ tiêu đề của nó. Sau khi tạo hiệu ứng và gắn liên kết xong, bạn chỉ cần tô chọn hết tất cả các thanh menu hay khung trang trí trên slide, kể cả phần hình nền được crop này luôn. Bấm Ctrl-C copy, sau đó dán lần lượt vào tất cả các slide trống đã để sẵn bên dưới. Cần bao nhiêu slide thì copy dán bấy nhiêu lần, không cần thao tác làm lại hiệu ứng từ đầu. Xong phần thiết kế rồi, giờ bạn chỉ cần chèn nội dung, mục lục, hợp chữ, hình ảnh, biểu đồ v.v. của bài trình bày vào từng slide mà thôi. Nhớ chú ý là khi thêm các đối tượng mới vào một slide thì PowerPoint sẽ mặc định cho nó nằm trên cùng trong bảng Selection Band. Như vậy có thể khi bấm thanh menu trượt ra sẽ bị lỗi che khuất bởi một vài đối tượng gần đó.
Vậy nên bạn nhớ di chuyển các nội dung mới này trong bảng Selection Pane, sao cho nó nằm dưới sau thành menu trượt. Như vậy thì khi menu trượt ra sẽ không bị che khuất nữa. Sau khi đã chuẩn bị xong hết cả hiệu ứng lẫn nội dung thì chúng ta F5 để kiểm tra nhé. Vì bạn đã chèn hyperlink rồi nên giờ ngoài hiệu ứng thành menu trượt ra trượt vào thì khi bấm vào phần nào đã được chuyển đến slide phần đó rồi. Tuy nhiên như theo ý thích của mình thì hiệu ứng vẫn còn chưa mượt mà lắm, do lúc chuyển slide hiệu ứng tắt mở có hơi bị đột ngột. Nếu muốn hiệu ứng hoàn hảo hơn nữa và phiên bản PowerPoint bạn đang dùng có hiệu ứng Transition Morph thì hãy chọn tất cả các slide đang có và bật tính năng Morph lên. Lúc này xem thử trước, bạn thấy hiệu ứng trượt ra và trượt vào của thanh menu khi chuyển từ slide này sang slide khác đã không bị đột ngột nữa mà rất mượt mà y như thao tác trên giao diện web vậy. Đến đây là bạn đã có thể thiết kế được hiệu ứng thanh menu rồi đó. Thế nhưng nếu bạn muốn thử thách hơn xíu nữa thì bạn theo dõi tiếp nhé. Bạn có để ý là ở hiệu ứng mẫu mình đã làm thì khi thanh menu trượt ra, phần slide nội dung xung quanh cũng mờ dần đi để giao diện thanh menu được nổi bật hơn. Khi thanh menu trượt đóng lại thì phần slide nội dung sáng dần lên. Điều này vừa tạo sự mượt mà của chuyển động, vừa tăng độ tương phản và gây chú ý vào đối tượng đang hiển thị. Cách làm rất đơn giản thôi. Bạn chỉ cần Insert Shape, vẽ cho mình một hình chữ nhật có kích cỡ bằng slide nội dung, tắt đường viền, No Outline. Click chuột phải, Format Shape, ở mục Fill, đổ nền màu đen, rồi chỉnh lại độ trong suốt, Transparency, còn khoảng 40-50%. Bạn lưu ý là lúc này trong bảng Selection Pane, ban đầu mặc định nó sẽ nằm trên cùng. Bạn cần kéo xếp lại nó ở vị trí trước và trên các nội dung của slide, nhưng phải ở sau dưới thanh chuột slide bar. Giờ bạn vào Animation, bật bảng Animation Pane lên, click chọn hộp đen mờ, Add Animation, thêm một hiệu ứng xuất hiện, Fade, sáng dần. Tiếp tục click chọn hộp đen lần nữa, Add Animation, thêm một hiệu ứng biến mất, Fade. Giờ gắn hai hiệu ứng xuất hiện với biến mất này vào đâu đây? Đầu tiên khi mà thanh menu trượt ra thì phần hộp đen này sẽ xuất hiện và che mờ đi nội dung slide bên dưới đúng không? Thế thì bạn sẽ kéo hiệu ứng xuất hiện của nó xuống ngay kế hiệu ứng trượt ra số 1. Thời điểm hiệu ứng xuất hiện này sẽ bắt đầu là vào lúc with previous, tức là cùng với hiệu ứng trượt ra trong cùng một lần click chuột. Tương tự theo logic thao tác, lúc chuột đóng lại thanh menu thì phần hộp đen này phải mất đi để lại nhìn rõ được nội dung slide. Thế thì bạn sẽ kéo hiệu ứng biến mất của nó xuống ngay kế bên hiệu ứng chuột vào số 2. Thời điểm hộp đen biến mất dần đi sẽ bắt đầu vào lúc with previous tự động cùng với hiệu ứng chuột vào luôn. Chỉ thêm vài thao tác nữa phải thôi là hiệu ứng của chúng ta đã được nâng cấp lên hơn chút rồi. Như bạn thấy đó, hiệu ứng thanh trượt menu này thật ra không hề phức tạp, cũng không quá tốn thời gian để thực hiện. Chỉ cần lưu ý một vài điều trong quá trình sắp xếp Animation Pane và Selection Pane như mình đã chia sẻ với các bạn để hiệu ứng hoàn thiện hơn mà thôi. Mình đã ví dụ minh họa với dạng thanh menu trượt dọc bên trái. Nếu bạn thích thanh menu nằm ngang và trượt từ trên xuống như thế này, thì cách làm cũng hoàn toàn tương tự. Chỉ khác mỗi cách sắp xếp icon, hộp chữ và đổi effect option hướng di chuyển thay vì qua phải thì là đi xuống. Cũng nhớ crop một phần bìa ẩn xuống dưới để giấu đi đoạn di chuyển lúc đầu của thanh trượt nha. Trong lúc thiết kế hiệu ứng hãy luôn bật selection pane lên để gắn hiệu ứng đúng đối tượng. Hơn nữa vị trí các nút bấm thanh menu, thanh trượt v.v. trong bảng selection pane, cái nào ở trên, cái nào ở dưới là điều các bạn cần chú ý như mình đã nhắc đến nhé. Chúc các bạn thành công, xin chào và hẹn gặp lại.